chào tất cả mọi người. Hôm nay có một cái xe Peugeot, nó muốn đánh anh chủ, anh đánh bóng kính chỗ khác nhưng mà chưa có đạt hiệu quả. Mang quay bi để xử lý lại. Sorry các bạn là cái máy đánh kính thì nó hơi ồn, nên là có bị ồn thì cũng thông cảm nha. Đó. Cái này là nó đang bị tình trạng là nó bị gần như nó bị lõm á. Nó xước xuống do anh đánh ở chỗ nào á. Đi thì nhìn nó bị lóe con mắt. Mang qua mình xử lý lại nha. Ở bên cái dịch vụ đặc biệt ở ít cái chỗ nào có nha mọi người. Cả cái thành phố Hồ Chí Minh này nó chỉ có một vài chỗ mà đánh đồng kính thôi. Đồng kính này đánh rất là cần kỹ thuật và nguy hiểm cao. Đó. Nên là đó, giá thì nó dao động theo tùy cái mức độ cái kính của mọi người. Đó. Đó, đánh cái là nó trong luôn đấy không? Ủa, cái kính này đánh dao động khoảng tầm từ 4 đến 6 tiếng. Quay một đoạn ngắn cho mọi người biết. Bên IB còn có dịch vụ đánh bóng kiến nha. Chăm sóc xe là đánh bóng sơn là quá bình thường rồi. Bóng sơn là ai cũng đánh được hết trơn á. Đánh bóng kiến là tay người phải như nào mới đánh được cái kiến nha. Yeah. Đó, cái này là cái si đánh bóng kiến nè. Khi mình xịt lên rồi mình để một thời gian là cho cái si này nó khô lại à, mình bắt đầu mới đánh được, chứ mình không để đánh ướt như vậy. Đặc biệt đánh kính là thời gian nó lâu, mình không có được đánh ép nó. Nó nóng là nó tức, nó bể. Máy này là máy chuyên dụng đánh bóng kiến nha. To lắm nha. Cái mùa dịch này á, mọi người càng nên sử dụng cái xe cá nhân của mình nhiều hơn là sử dụng xe công cộng nha mọi người. Vì vậy nên là mình phải chăm sóc nó kỹ. Tại vì mùa dịch này mình đi xe của mình nhiều mà, mình đâu có đi xe ngoài đâu. Hạn chế đi taxi rồi. Ok, quay cho mọi người xem một đoạn sơ qua đánh bóng kiến nha. Rồi cảm ơn mọi người.